Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin làm một món chay rất là ngon từ mì căn, đó chính là mì căn nướng chao nha. Thường thì mì căn ống quý cô bác mang đi khìa nước dừa tươi, hoặc là xào đậu phộng củ hành, mang đi kho, hoặc là xào các món chay khác. Nhưng mà quý cô bác có mang đi nướng lần nào chưa? Mì căn nướng ăn rất ngon luôn nha, dai dai, mềm mềm. Nếu không nướng với chao thì quý cô bác có thể ướp gia vị và mình nướng lên cũng rất là ngon. Còn về nướng chao thì quý cô bác ăn với cơm nè, với bún thì ngon hết sảy luôn đấy. Và cách làm thì siêu đơn giản. Quý cô bác nếu thích món mì căn nướng chao mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Nguyên liệu thì siêu đơn giản, ở đây em có 300g mì căn. Quý cô bác chọn mua loại mì căn ống nó sẽ ngon hơn là cái loại mì căn đặc ruột nha. Vì làm món này thì mì căn ống nó sẽ mềm và dai, mì căn đặc ruột thì cứng lắm. Cần một ít xả băm, một muỗng canh đường và hai muỗng cà phê mè rang. Không dùng mè rang có thể dùng đậu phộng rang. Một viên chao, không quá to cũng không quá nhỏ, và một muỗng canh nước chao. Cần thêm một ít tương ớt. Quý cô bác thích cay có thể dùng ớt trái cũng được, và một ít dầu ăn. Một ít cái xiên que để chúng ta ghim nướng. Rồi nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi, bây giờ cùng làm với em nha. Đầu tiên em chuẩn bị một nồi nước sôi, đợi khi nào nước thật sôi thì bắt đầu cho mì căn vào luộc sơ. Và luộc trong vòng khoảng 2 đến 3 phút thôi nha. Cho mì căn săn lại và chúng ta vớt mì căn ra. Sau khi vớt ra thì quý cô bác cho vào tô đá liền để cho mì căn săn lại và được dai hơn. Sau 2 phút em luộc thì em vớt ra nhìn cái cọng mì căn nó khá là bóng mượt luôn á. Rồi bây giờ sau khi ngâm nước đá xong thì quý cô bác cứ cắt khoanh nhỏ. Độ dày của nó khoảng 1 đến 1,5cm thôi nha. Cắt xong rồi thì dùng xiên que xuyên những cái khoanh mì căn như thế này. Giờ thì bắt đầu đi pha nước chao nha. Đối với món nướng này thì cách pha nước chao rất là quan trọng đấy. Đầu tiên là cho chao vào trong chén nè, quý cô bác tán nhuyễn ra. Khi tán ra xong thì quý cô bác thấy cái phần nước chao nó sền sệt như vậy nè. Bây giờ thì mình cho vào đây một muỗng cà phê tương ớt nha. Khuấy đều tiếp tục. Rồi bây giờ thì cho đường và mè rang vào. Quý cô bác khuấy đều lên và thêm vào đây xả băm. Lượng đường cho vào là tùy theo chao quý cô bác mặn nhạt mà chúng ta cho vào nha. Cho vào đây khoảng một muỗng cà phê dầu ăn. Dầu ăn sẽ giúp cho mì căn khi nướng nó không có bị quá khô. Nó vẫn giữ được độ bóng. Đây là phần nước ốp chao sau khi em đã pha xong. Bây giờ thì khuếch lên trên mì căn thôi. Đối với chao thì em sử dụng một muỗng canh chao thì một muỗng canh đường. Chao em dùng là loại chao có hình bông mai đó quý cô bác. Cái độ mặn của nó cũng không có mặn nhiều, cho nên em sử dụng cũng ít đường thôi. Nói ít đường là với em đấy, nhưng mà với quý cô bác, nghe một muỗng đường chắc là nói em sử dụng nhiều rồi. Thật ra thì người miền Tây ăn cái gì cũng thích ngọt hết trơn á quý cô bác ơi.
Phết đều sốt chao rồi, bây giờ thì bắt đầu đi nướng thôi. Món này thì phải nướng trên lửa than nó mới ngon nha. Chuẩn bị ít than thôi, tại vì độ nóng nhiều sẽ làm cho mì căn bị khét. Nướng ở lửa than nhỏ nhỏ như thế này và cho mì căn nó khô lại từ từ. Khi ăn thì mì căn sẽ dai và ngon lắm. Giờ thì chỉ cần canh lửa than, nếu mà nó nguội quá thì chúng ta có thể thêm than và xoay đều những cái sâu mì căn này đến khi nào vàng là được rồi. Sau một lúc nướng thì mùi của nó khá là thơm luôn. Có dầu ăn vào, mì căn nó khô nhưng mà nó không có bị cứng quá. Nó vẫn giữ độ mềm và bóng mượt. Nhìn hấp dẫn chưa quý cô bác? Như thế này là có thể ăn rồi đó. Mì căn đã vàng và khô rồi. Quá xá là thơm luôn. Bây giờ thì em chuẩn bị cho mì căn ra đĩa nha. Món này thì quý cô bác ăn kèm với rau dưa. Nếu muốn chấm thì chúng ta chấm cùng nước chao là được rồi. Mì căn sau khi nướng xong thì có màu vàng đẹp, mùi thơm. Khi ăn thì dai dai, vị thì mặn mặn ngọt ngọt, một ít cay cay nữa. Và đặc biệt là rất thơm chao. Món này ăn kèm với một ít bún thì ngon hết sảy. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em đã hết rồi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Nhấn nút like video để ủng hộ em nha. Xin cảm ơn.